Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị ở trên kênh YouTube Đồng hồ chính hãng của em Quyết Nguyễn Japan. Đồng hồ thì em Quyết lấy tại Nhật và gửi sách tay từ Nhật về giao lưu cùng quý cô chú anh chị để đảm bảo cái chất lượng cho quý vị sử dụng. Hôm nay ở đây em Quyết lên tay giới thiệu cùng quý vị một chiếc đồng hồ cực kỳ là hiếm và hàng gọi là hàng xịn của nhà Seiko. Nếu quý cô chú muốn tham khảo một chiếc hàng xịn, bạn này sẽ có mã là SARX067, một chiếc Seiko Preset quý chị nhé. Đó. Ở đây như bạn này thì có thêm những cái thẻ tang như là những cái thẻ hướng dẫn sử dụng này, hay là cái thẻ này là thẻ của cái người nghệ nhân chế tác ra. Mà ở đây thì là ý tưởng chế tác chiếc đồng hồ này là của nghệ nhân Watanabe, và có những cái giấy tờ để thẻ tác đi kèm ở đây nữa, như là chữ viết tay. Ý tưởng của ông đấy mới là thưa là cảm ơn. Rồi thì là ở đây chúng ta sẽ có một cỗ máy là 6R35 này, rồi thay số cho phép là cộng 25 giây trừ 15 giây một ngày. Máy cơ có dương kim dây. Độ tích cót của bạn này là 70 tiếng, 24 chân kính, 21.600 tần số dao động. Và tất nhiên là Made in Japan này, bản nội địa ở Nhật. Và các bác sẽ có cái mã là SARX067. Cái chiếc này các bác tra ở trên thị trường thì sẽ không có đâu, bởi vì nó là một bản hiếm nha các bác nhá, mà nó chỉ có hàng ở Nhật thôi. Đó. Và bây giờ thì những cái bạn này hàng new, hàng full box thì các bác không tìm thấy đâu. Đó. Thì bạn này sẽ là có mặt màu men nung các bác nhá. Và màu men nung của bạn này nó có một cái màu đâu đấy nhìn nó không hẳn là đen, mà nó chuyển ra sắc hơi tím tím một tí, theo tùy theo cái góc nhìn ánh sáng khi mà ánh sáng hát vào các bác nhá. Đó là những cái mặt men nung rất là kỳ công của những nhà nghệ nhân. Đấy. Họ làm có khi nung hàng trăm cái, vài trăm cái, có khi vứt bỏ mà chỉ lựa chọn được có một cái hay là hai cái thôi. Đấy, cái này thì nó rất là khắt khe trong quá trình mà họ chế tác quý anh chị nhé. Đó. Kính thì chúng ta sẽ có kính sapphire nguyên khối thôi. Một bạn thiết kế đơn giản, 3 kim một lịch, và cái phần kim cọc số của chúng ta thì là kim màu trắng được sơn ở trên cái mặt men nung này. Kích thước của bạn này thì nó sẽ rơi ở đâu khoảng độ 41.3, và độ dày của nó khoảng 12-12.5mm, thì sẽ phù hợp cho các bác có cổ tay trung bình từ 15.8 trở lên thì chúng ta đeo sẽ rất là đẹp. Với cỗ máy 6R35, 70 giờ tích cót, kính sapphire nguyên khối chống nước 100m và bản nội địa Made in Japan hiếm quý chị nhé. Đó, quý chị có thể thấy là cái phần mặt của nó làm men nung, em quay qua các chiều quý chị có thể thấy ở đây nó không có bất cứ một nhìn của lỗi nhỏ nào, cho dù là lỗi nhỏ nhất ở đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có phần ô lịch ở phía góc 3 giờ, chữ Seiko phía góc 12 giờ, chữ Preset Automatic ở phía góc 6 giờ và Made in Japan ở phía góc dưới phía góc 6 giờ đó. Đấy. Mặt men nung cực kỳ là chất lượng luôn, và kính của chúng ta sẽ được phủ chống lóa nhé. Cho nên là quý anh chị có thể thấy là nếu như thực tế quý anh chị cầm cái chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ cảm giác như là nó không có kính, nó rất là trong, đúng không ạ? Như ở đây em quay qua điện thoại thì nó sẽ bị bóng kính một chút. Thì bạn này đang có giá niêm yết của hãng khá là cao, thì nó sẽ rơi vào 132.000 yên, thì đâu đấy nó sẽ rơi vào đâu mức trung bình nó sẽ khoảng độ 25-26 triệu tùy thời điểm quý chị nhé. Và bản này thì nó không có được giảm giá đâu quý chị, bởi vì những cái chiếc đồng hồ hiếm này thì với cả cỗ máy đời cao này thì hầu như là Seiko họ không giảm giá quý chị nhé. Hình ảnh ở đây quý chị xem là hình ảnh chân thực em quay trực tiếp và quay cụ thể chiếc đồng hồ đây nha anh chị nhé. Thì anh chị khi sau này khi anh chị nhận đồng hồ thì em quay như nào, anh chị sẽ nhận được đúng chất lượng hình ảnh nó như thế. Chúng ta sẽ có cái núm chỉnh ở phía góc 3 giờ và có logo quen thuộc của Seiko Preset hình chữ S đó, và bên phần chúng ta sẽ là cái núm vương niệm. Và bàn này thì có hỗ trợ lên con tay quý anh chị nhé, có đầy đủ hỗ trợ lên con tay dừng kim dây đó. Với cô máy 6R35, một cô trong những cô máy mà anh em người dùng đánh giá nó rất là bền bỉ đó. Và thiết kế của bàn này thì thực sự là nó rất là đơn giản thôi, chỉ 3 kim một lịch, và kim cọc của nó thì là màu trắng toàn bộ, được sơn màu trắng và sơn trên mặt dial của chúng ta. Phần mặt này nó không phải là màu đen đâu quý vị nhé. Quay qua một số ánh sáng thì nó sẽ quay ra nó sẽ là màu tím. Và đó là một trong những bộ sưu tập đồng hồ gọi là xịn sò trong dòng Seiko Preset, trong dòng mặt men đấy, đúng không ạ? Mặt men nung.
Đó, thì nếu như quý anh chị muốn sử dụng một chiếc đồng hồ Nhật chính hãng mà hàng xịn một chút thì quý vị có thể tham khảo cái này. Đơn giản, cỗ máy cao, kính sapphire nguyên khối và lại là bản hiếm nữa quý anh chị, tra trên thị trường bản này thì ở Việt Nam gần như là không có. Đấy, ở phần đáy máy chúng ta sẽ có những cái thông tin ở phần đáy máy nữa đây, như là thép không rỉ này. Chúng ta sẽ có cỗ máy là 6R35 đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có chống nhiễm từ tính Made in Japan. Đó, Seiko này. Thế rồi là bên trong quả vang này nữa, chúng ta cũng có những cái thông tin ở trong ở tất cả trong này nữa, như là tên cỗ máy này, logo của hãng. Và ở đây thì chúng ta sẽ như bạn này, chúng ta sẽ có là 24 chân kính và 70 tiếng tích cót, đúng không ạ? Trong cỗ máy thì quả vang rồi thì nói chi tiết máy họ làm cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Đó, quý anh chị có thể thấy ở đây kiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp tỉ mỉ của một chiếc đồng hồ Seiko hàng nội địa chính hãng. Đó, dây thì chúng ta sẽ có một bộ dây da nhé, và dây này là dây 20. Đấy, dây da trơn như thế này, không có dập vân, nó rất là dày dặn nhưng mà nó cho ta cảm giác rất là êm mềm. Ở ngoài viền thì nó được khâu rất là chắc chắn, đúng không ạ? Phần mặt chúng ta đây thì các bác có thể thấy cái mặt men nung này nó gần như là lỗi, gần như là không có có một chút nào nữa luôn, đúng không ạ? Nó rất là tỉ mỉ. Và tất nhiên là những cái này thì đều do những cái bàn tay của những người nghệ nhân lành nghề được hoàn thiện thủ công bằng tay quý chị nhé. Đấy, nó rất là cực kỳ là công phu. Đó, thì để mà số lượng những người mà sở hữu được những chiếc đồng hồ này nó không có nhiều đâu. Vâng, em đã lên tay để giới thiệu cùng quý vị một chiếc đồng hồ rất là đẹp của nhà Seiko Bracelet rồi, đúng không ạ? Thì quý vị có nhu cầu xin liên hệ với em qua số thông tin em có để hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.